Kính thưa Hội Thánh Powerbluff và tất cả ông bà chị em đang theo dõi ở trên chương trình online. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đem chúng ta đến một cái sức sống diệu kỳ. Và hôm nay chúng ta đến học với nhau ở trong chủ đề là hãy đến cầu nguyện với Đấng Toàn Năng. Hãy đến và cầu nguyện với Đấng Toàn Năng. Dạ. Chúng ta nhớ kỳ rồi thì vì các môn đồ thấy Chúa Ngài vận hành trong sự quyền năng thì họ như thế nào? Họ thấy họ không có được điều này. Và Chúa là Đấng cố vấn, Ngài rất là khôn ngoan ở trong mọi việc. Và họ thấy một điều rằng Chúa Giê-xu thường đi cầu nguyện. Phải không? Cái điều mà Chúa Giê-xu thành công ở trên đất này là cái điều gì anh chị em? Sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu giống như chúng ta. Và Ngài vận hành ở trong quyền năng, trong dấu kỳ phép lạ, mọi việc đều được cả, đó là nhờ sự cầu nguyện. Cho nên mỗi sáng sớm, tờ mờ sáng Chúa đã cầu nguyện rồi. Cho nên chính vì vậy mà các môn đồ của Ngài thấy cái điều này. Cho nên họ tới, họ xin. Tuần rồi chúng ta học rồi phải không? Họ đợi Chúa cầu nguyện xong, thì họ chạy lại. Có một môn đồ chạy lại. Chúa ơi, xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin dạy. Cái người này hạ lòng xuống và nói rằng xin dạy con cầu nguyện. Và khi mà Chúa dạy thì cái thứ nhất á, Chúa cho chúng ta biết rằng cái thứ nhất con cầu nguyện để làm gì và con cầu nguyện như thế nào, phải không? Dạ. Cho nên kỳ rồi chúng ta học rằng cái thứ nhất rằng con khi con cầu nguyện thì đừng có như những kẻ đạo đức giả thích cầu nguyện cho người ta thấy. Cho nên khi cầu nguyện đừng có muốn cho người ta thấy, đừng muốn cho người ta khen bất cứ điều gì. Vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta không được phần thưởng. Và chúng ta được người khác khen, người khác thưởng là chúng ta được phần thưởng của con người, không phải phần thưởng Đức Chúa Trời. Cho nên đi vào cầu nguyện phải đi vào ở chỗ kín đáo, riêng tư và cầu nguyện với Đấng Cha các con ở trên trời. Phải không? Và cái thứ ba là phải cầu nguyện từ tấm lòng chân thật. Ở trong lòng chúng ta như thế nào thì chúng ta nói ra như thế đó. Vì Đức Chúa Trời muốn lắng nghe lời cầu nguyện của người chân thật. Không muốn lại nghe lời cầu nguyện của cái sự kiểu như là che giấu tội lỗi của mình. Nhiều khi mình có tội mình không dám nói ra. Và mình có tội thì mình không cầu nguyện luôn. Mình không dám lại gần với Chúa, mình cả nói rằng ô Chúa ơi, tôi con không có xứng đáng cho nên con không có dám cầu nguyện. Đây là điều mà ma quỷ làm trên đời sống của chúng ta nè anh chị em. Nó khiến chúng ta sợ Chúa. Và nói chừng nào con xứng đáng con mới cầu nguyện. Chúng ta không thể nào mà xứng đáng được để cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện được là nhờ điều gì? Nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Nhờ huyết của Chúa Giê-xu chúng ta mới cầu nguyện được. Không ai xứng đáng. Cả bản thân tôi cũng không xứng đáng nữa. Và hôm nay Chúa dạy họ cầu nguyện một cách rất là tỉ mỉ như thế nào. Chúng ta đi tiếp tục. Hôm nay là cái điều mà Chúa dạy họ cầu nguyện. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9, xin mời tất cả chúng ta đọc đứng lên và đọc Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9. Và khi chúng ta đọc, chúng ta phải suy gẫm cái điều này. Và chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Dạ, xin mời anh chị em chúng ta ngồi xuống. Chúng ta thấy cái lời cầu nguyện này khác với những lời cầu nguyện của dân ngoại như thế nào? Có khác không? Có khác không? Bây giờ đây là cách mà Chúa dạy mình cầu nguyện nè. Ngài kêu mình xưng Đức Chúa Trời bằng gì? Bằng Cha. Vậy rằng chúng ta là con, chúng ta mới xưng bằng Cha, phải không? Cho nên đến với sự cầu nguyện là một mối tương giao. Không phải là về phần cầu nguyện có cầu xin nữa. Nhưng mà cầu nguyện có nghĩa là một mối tương giao. Cho nên Chúa nói rằng hãy cầu nguyện thế này nè. Đây là cách mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha. Mới nào lại Cha, nhiều người
không có nghĩ Đức Chúa Trời mình là cha đâu, và cũng không có dám nói chữ cha nữa. Tại sao chúng ta gọi là cha, mà khi gọi là cha chúng ta cảm nhận ở trong lòng như thế nào? Có nhiều người họ không gọi Đức Chúa Trời là cha, không gọi được. Tại sao? Có một cô kia cũng nói rằng tôi không thể gọi Đức Chúa Trời là cha được, không thể nào. Hỏi tại sao thì nói rằng tôi không có cảm giác Đức Chúa Trời là cha, tại vì chữ cha với tôi khó lắm. Tại vì khi tôi sanh ra, cha tôi bạc đãi tôi. Tôi không có cảm nhận được tình thương của người cha đối với tôi. Và nói chữ cha là tôi dị ứng lắm. Tôi không thể nào mà thưa với Chúa rằng Chúa là cha được. Thì khi mà cô này cầu nguyện để chữa lành tấm lòng, tại vì cái người cha này làm cho cô tổn thương và không có chăm sóc cô, lúc nào cũng bạc đãi cô, cho nên khi cầu nguyện để giải phóng cái điều này, nó trong lòng con trống lỏng mà không thể nào gọi được cha. Cho nên khi mà cầu nguyện để đổ cái tình yêu của Chúa để gọi bằng cha thì mới gọi được, còn không thì không gọi được. Cho nên cái từ cha quan trọng lắm anh chị em. Khi anh chị em đến với Chúa là một ông thần, hay chúng ta đến với Chúa là cha của mình, ở đây nói về mối quan hệ. Chúa phán xét, Chúa định tội, nhưng mà Chúa là cha. Người cha thì thương con không? Thương. Cho nên đây là điều mà Chúa Giê-xu biểu đó. Khi mà các con cầu nguyện hãy lạy cha chúng con ở trên trời. Đây là điều phải nói nè, lạy cha. Và chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo gì? Theo hình ảnh gì? Dạ, theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Có phải tạo thành hình ảnh con thú không? Phải con bò không? Có phải con trâu không? Có phải con chuột không? Có phải con rắn không? Tại sao người ta kêu mình tuổi bằng con chuột? Phải không? Tuổi bằng con trâu nữa, tuổi trâu phải không? Tuổi con rắn nữa, tuổi con rồng nữa. Vậy tuổi đó là gì, có đúng không? Tự con người đặt ra. Tại sao con người mà thành tuổi con thú được? Cho nên chúng ta, người ta hỏi mình tuổi gì, nói mình là con của Đức Chúa Trời, chứ không phải mình là tuổi con này con kia. Tại sao mình là con thú được? Phải không? Tự nhiên mình rủa xả mình vậy. Anh chị em có đồng ý gì không? Yeah. Tại Chúa nó đâu có nói vậy đâu. Vậy Đức Chúa Trời tạo nè, Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Phải không? Không thấy nào hình ảnh của con heo được. Hỏi tuổi gì tuổi heo? Hỏi tuổi gì tuổi rồng? Còn khoái tuổi con rồng nữa chứ. Anh chị em biết con rồng là gì không? Con rồng là hình ảnh của ma quỷ, của Satan. Có nhiều người khoái tuổi con rồng lắm. Con rồng, ai mà sinh ra con rồng là vui mừng lắm, bay lượn ở trên. Có phải không? Cho nên khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta được giải phóng bởi những điều dạy dỗ của thế gian, của con người. Phải không? Cho nên hỏi ai chúng ta tuổi, tôi là con của Đức Chúa Trời. Không phải tuổi nào hết. Cho nên Đức Chúa Trời, đây là lời của Chúa nha. Đức Chúa Trời tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đẹp đẽ không? Đẹp đẽ. Và chúng ta đẹp đẽ không? Đẹp đẽ. Cho nên đừng nói tôi xấu. Phải không? Vì Ngài tạo chúng ta là đẹp. Ngài không bao giờ tạo chúng ta xấu, tự chúng ta nghĩ chúng ta xấu. Nhưng mà Ngài tạo chúng ta là đẹp. Cho nên ma quỷ muốn phá hủy cái nét đẹp mà Đức Chúa Trời tạo trên mình. Yeah. Cho nên Ngài tạo là đẹp. Và đừng ai nói với Chúa rằng tôi xấu điều này, tôi xấu điều kia. Ngài tạo chúng ta là đẹp. Yeah. Và Ngài tạo người nam và người nữ. Phải không? Hai người đều được Chúa tạo hết, nên rất là đẹp. Yeah. Rồi, khi nói là cha thì chúng ta cảm nhận là gia đình. Có phải không? Cho nên cha của chúng ta có nghĩa là cha của tôi, cha của anh, cha của chị, cha của mỗi người. Vậy chúng ta có phải cùng một gia đình không? Thí dụ cùng một gia đình đó, cha chúng ta. Còn nếu không gia đình đâu nói cha chúng ta đâu. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng
Cha không phải một mình một người, nhưng mà Cha cho tất cả những người nhận Đức Chúa Trời là Cha, vì Ngài là Cha của chúng ta thật. Yeah, cho nên Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 nói rất rõ ràng. Như vậy anh em không phải là người xa lạ hoặc là người tạm trú. Anh em không phải là người xa lạ hoặc tạm trú nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, là thành viên ở trong gia đình Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi người chúng ta bằng nhau, chúng ta là ở trong nhà Đức Chúa Trời, là thành viên ở trong nhà Đức Chúa Trời. Và chúng ta là anh em với nhau. Cho nên Chúa nói rằng không phải lại cha của các con, mà nói cha chúng ta. Có nghĩa là cha của Chúa Giê-xu và cha của mỗi người chúng ta. Phải không? Thấy chữ chúng ta không? Thí dụ tôi nói với một anh em vậy đi. Cha chúng ta, Chúa chúng ta. Phải không? Là nói chung với nhau, Chúa của mỗi người chúng ta hết, không riêng một mình ai hết. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng. Nhiều người nói rằng chỉ có Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời thôi. Phải không? Điều đó cũng đúng, nhưng mà một phần thôi. Ở trong Luca đoạn 3 câu 38b, Adam là con của Đức Chúa Trời. Wow! Khi mà Chúa dựng Adam ra, Chúa nói sao? Adam, con là con của ta. Cho nên khi mà chúng ta chưa tin Chúa Giê-xu, chúng ta thuộc dòng dõi Adam. Phải không? Cho nên chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xác định như vậy để khi mà chúng ta cầu nguyện là cha. Tại vì có nhiều người không nói chữ cha được. Anh chị em, không nói chữ cha. Có nhiều người nói ông này ông kia. Phải không? Nhưng mà chúng ta phải nói lời của Chúa là cha của chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không phải là ông này bà nọ anh chị em. Tại ông này bà nọ là con người. Phải không? Nhưng mà phải nói rằng Ngài là cha chúng ta. Ngài là đấng. Phải không? Chứ không phải là ông, mà Ngài là đấng. Đấng nói là một cái sự tối cao, một sự uy nghi. Phải không? Còn nếu ông là con người, phải không? Bà là con người. Nhưng mà đấng tối cao, đấng uy nghi, đấng cai trị muôn vạn vật, đấng quyền năng, đấng tốt lành, đấng chữa lành, đấng làm dấu kỳ phép lạ. Tôn vinh Ngài, Ngài là cha chúng ta, Ngài là đấng. Cho nên khi chúng ta sử dụng một ngôn ngữ như vậy, tôn vinh Chúa như vậy, càng tôn vinh Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó biết rằng đây là con của Chúa. Tại con của Ngài, tôn vinh Ngài. Phải không? Con của Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài. Cho nên khi Ngài nói với Chúa Giê-xu, khi mà Chúa Giê-xu Ngài vừa bắt tem lên, thì Chúa cũng nói rằng đây là con yêu dấu của ta. Không, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Đây là con yêu dấu. Tại vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng mà khi Ngài trở thành một con người thì Ngài làm con của Đức Chúa Cha. Cho nên Ngài giống như chúng ta, không có quyền năng gì hết, nhưng mà Ngài vận hành trong quyền năng Thánh Linh. Ngài để tất cả quyền năng của Ngài ở trên thiên đàng hết, và Ngài xuống giống như chúng ta vậy. Giống như một con người bình thường, và vận hành ở trong quyền năng Thánh Linh. Cho nên ở trong Côn-tô nhất đoạn 15 câu 45, như có lời chép, người đầu tiên là Adam trở nên một hữu thể sống. Có nên Adam khi mà làm bằng bụi đất rồi thì làm sao trở nên một hữu thể sống được? Đức Chúa Trời phải hà hơi vào thì mình mới sống được. Còn nếu mà Ngài lấy cái hơi đi thì sao? Chúng ta chết. Cho nên người tin Chúa hay không tin Chúa, biết Chúa hay không, đều dai mượn hơi thở của Ngài. Phải không? Ngay cả chúng ta không biết về Ngài, chúng ta không thờ vượng Ngài, nhưng mà chúng ta đang dai mượn hơi thở của Ngài. Nếu Ngài lấy đi thì chúng ta qua đời. Cho nên nhiều người biết, ôi tôi tin thần của tôi cũng cho tôi may mắn, nhưng mà anh em đâu biết rằng anh em đang dai mượn hơi thở của Ngài. Nếu Ngài lấy hơi thở của anh em đi, anh em qua đời ngay lập tức. Cho nên người đầu tiên là Adam trở nên một hữu thể sống. Nhưng Adam sau cùng là ai? Adam sau cùng là ai? Chúa Giê-xu. Phải không? Là thần linh ban sự sống. Ngài ban thần linh, ban cho sự sống.
ở trên mọi đời sống của chúng ta. Cho nên có Adam đầu tiên và Adam cuối cùng, không phải Adam thứ hai, thứ ba, thứ tư gì hết. Chỉ có hai thôi. Dạ, đầu tiên và cuối cùng. Và khi chúng ta biết chúng ta là con rồi thì chúng ta thưa với Chúa bằng cái từ nào đúng nhất? Phải không? Cho nên khi chúng ta, đây là cái mà cầu nguyện, từng bước mà Chúa dạy cho chúng ta cầu nguyện làm như thế nào cho đúng. Cho nên nếu chúng ta không đi bước này, chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào hết. Cho nên đây là cách chúng ta xưng hô. Ở trong Mác đoạn 14 câu 6, Ngài thưa: A-ba, lại cha. Chúa Giê-xu kêu Đức Chúa Trời bằng A-ba, kêu bằng cha. Phải không? Lúc này Chúa Giê-xu đang cầu nguyện để ra khỏi cái điều đau đớn ở trên thập tự giá. Lúc này Ngài ở trong giường Gethsemane để cầu nguyện: nếu mà cha có thể cất chén này được thì cất khỏi con, nhưng không phải theo ý con mà theo ý cha. Có nghĩa nếu được thì cha cất, còn không thì con thuần phục. Ngài kêu bằng A-ba cha. Cho nên đây là tiếng mà chúng ta nên bắt chước. Tại vì Chúa Giê-xu gọi như vậy. Cho nên Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta gọi như vậy. Thì Ngài là cha mà. Khi Ngài là cha, giống như là một người mà bắt đầu có con thì sẽ dạy con kêu mình là gì. Giống như Sơn mới có con, khi mà Chai Đà bắt đầu nói chuyện thì Sơn phải dạy Chai Đà con kêu ba bằng gì. Phải không? Chứ phải kêu ông Sơn. Con phải kêu ba bằng ba. Đây là ba của con. Ba sinh con ra. Phải kêu ông ba, phải không? Chứ đâu phải mà vô mà kêu ông này, ông kia. Tại vì khi mà kêu bằng ba thì nó lên cái mối quan hệ thân thiết, phải không? Dạ. Cho nên chúng ta phải nắm được cái này. Chúa, Ngài tạo chúng ta ra hình bóng của Ngài. Thì Ngài cũng muốn chúng ta xưng hô như thế nào? Cho thân mật, cho thân thiện, cho có mối quan hệ yêu thương. Chứ không phải kêu bằng ông hoài. Phải không? Dạ. Mình đâu phải kêu ba mình bằng ông. Ông này ông kia đâu, phải không? Đâu dám kêu vậy. Kêu vậy bị la đó. Cho nên đôi lúc chúng ta kêu Chúa như vậy, hồi nào chúng ta không ai. Cho nên làm cho cái mối quan hệ giữa Ngài với chúng ta còn xa lắm. Phải không? Không có gần. Cho nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta nói: lại cha, hãy kêu Ngài bằng A-ba. Tại vì nếu mà ai chấp nhận Ngài là cha phải kêu từ này. Đồng ý không chị em? Dạ, tại vì Chúa Giê-xu cũng kêu như vậy đó. A-ba cha. Phải không? Nếu mà cái điều đó mà cất không được thì ý của cha được nên. Ngài cầu nguyện với cha của Ngài. Ngài kêu bằng cha. Cho nên chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta không phải nhận cái một tinh thần nô lệ để sống trong sự sợ hãi. Ở trong Roma đoạn 8 câu 15. Anh em không phải, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để sống trong sự sợ hãi. Có nghĩa là tôi không xứng đáng. Đó là những người nô lệ, những người làm công. Phải không? Nó, tôi không xứng đáng để kêu Đức Chúa Trời bằng cha. Đó là khi mình kêu cái tiếng này mình sợ, mình không dám kêu luôn á. Nhưng mà Chúa nói không có phải nhận tinh thần làm nô lệ ở trong sự sợ hãi. Nhưng mà tinh thần làm con nuôi. Con nuôi là có giống như con ruột ở bên Do Thái là như vậy. Chúng ta gọi bằng A-ba cha. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta nè. Phao-lô hãy kêu bằng A-ba cha. A-ba cha yêu ơi. Có khi nào chúng ta đến với Ngài: A-ba cha yêu ơi, cha của chúng của con ơi. Chúa Giê-xu cầu nguyện như vậy. Nó quan hệ thân thiết rất là gần gũi. Phải không? Và trong Galati đoạn 4 câu 6: vì anh em là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của con Ngài ngự vào trong lòng chúng ta. Vì chúng ta là con nên Thánh Linh mới ngự. Và chúng ta kêu lên A-ba cha. Giống Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu cũng kêu A-ba cha. Và khi Thánh Linh ngự vào trong chúng ta cũng kêu bằng A-ba cha. Cho nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tập kêu A-ba cha. Thấy không? Cha của mình. Dạ, không có để cái điều đó mà xa lạ với mình. Ô, người khác kêu. Mà đôi lúc mình nghe người khác kêu mình cũng thấy ngại ngại nữa. Phải không? Cho nên hãy tập kêu. Giống như nếu mà chúng ta không tập, chúng ta sẽ ngại miệng hoài. Khi chúng ta chưa kêu Ngài bằng A-ba cha, chúng ta cũng ngại. Có phải vậy không? Cho nên hãy tập kêu. Vì đây là điều mà Chúa Giê-xu dạy mình. Và chính Ngài cũng làm gương.
Phải không? Ngài kêu A-ba, cha. Cha mà. Vậy mình ở trong gia đình của Đức Chúa Trời giống như chúng ta ở đây. Chúng ta là cùng một gia đình không? Cùng một gia đình ở trong Chúa. Phải không? Cho nên bất cứ điều gì chúng ta có thể chia sẻ. Có nghĩa là có người này sẽ yếu đuối điều này, yếu đuối điều kia. Nhưng mà khi ở trong gia đình thì sao? Thông cảm. Phải không? Anh em ruột mình như thế nào thì bắt đầu thông cảm được. Đó là tình thương ở trong gia đình. Cho nên Chúa Giêsu chính Ngài cũng nói với bà Mary khi Ngài đem huyết của Ngài lên thiên đàng, khi Ngài mới vừa sống lại từ kẻ chết, thì Đức Chúa Giêsu nói với bà Mary: ta đang đi với cha, đang lên với cha và cha các con. Phải không? Cứ là cha của ta mà là cha các con nữa. Và cho nên chúng ta hãy tập nói, và hiện nay Chúa Giêsu đang ngồi bên phải của Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Cho nên Ngài nói cha chúng ta, có nghĩa là cha của con, cha của các con mà là cha của ta nữa. Ta với con phải là chúng ta không? Chúng ta, giống như tôi nói với anh em, Chúa của mình hay là cha của mình, phải không? Cái này anh chị em có thể nghe có vẻ như đơn giản, nhưng nếu không thực hành, không bao giờ chúng ta kêu cha ha ba được đâu. Đồng ý cái điều này không? Tại cái điều này rất là quan trọng. Cho nên trước hết, cái điều mà con muốn cầu nguyện, con phải biết con cầu nguyện với ai? Với cha, với A-ba, phải không? Của mình, chứ không ai ngoài khác, không phải thần này, thần kia, thần nọ hết. Và đem so sánh Ngài với thần này, thần kia, không thể nào so sánh được. Không thể nào so sánh Đức Chúa Trời với các thần khác được. Vì các thần khác là do con người, phải không? Con người tôn lên. Và ở trong khải quyền, cái điều này tôi cũng rất là thích. Khi chúng ta cầu nguyện đó, thì lời cầu nguyện của chúng ta ở đâu? Và vận hành như thế nào? Ở trong khải quyền đoạn 8 câu 3, một thiên sứ cầm bình hương bằng vàng đứng trước bàn thờ. Ở trên thiên đàng có bàn thờ. Vị này được ban cho nhiều hương để dâng lên cùng những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ. Có nghĩa rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tưởng cầu nguyện thấy bâng quơ quá, cầu nguyện giống như gió thoảng quá, cầu nguyện không biết có ai nghe không, phải không? Cầu nguyện vậy không biết có ai nghe tôi cầu nguyện không, nghe không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện đó, thiên sứ ngồi kế bên, ngồi kế bên chúng ta. Chúng ta vừa mở miệng lên cầu nguyện thì chuyện gì xảy ra? Thiên sứ lấy cái lời cầu nguyện đem lên tới thiên đàng, đem lên tới thiên đàng, và Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời và đưa cho Chúa Giêsu để Chúa Giêsu cầu tha cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, có phải một mình cầu nguyện không? Có Chúa Giêsu cầu nguyện hả? Cho nên Ngài mới nói lại cha, lại cha chúng con, phải không? Cho nên mình cầu nguyện dưới này, đồng thời thiên sứ đem lời cầu nguyện lên trển, và Chúa Giêsu ngồi bên phải Đức Chúa Trời để cầu tha cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy lời cầu nguyện của chúng ta có giá trị không? Có giá trị. Lời cầu nguyện vừa mở ra, thiên sứ làm việc và Chúa Giêsu làm việc. Cho nên không có lời cầu nguyện nào mà ra hư không hết. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng trong cùng một lúc đó, chúng ta dưới này cầu nguyện, Ngài ở trên thiên đàng cầu nguyện. Hai người cùng cầu nguyện với nhau mới gọi là cha chúng ta. Và sự cầu nguyện cùng một lúc, Chúa Giêsu cùng cầu nguyện với mình. Cho nên anh chị em thấy cái sự cầu nguyện này quan trọng không? Quan trọng không? Khi chúng ta hiểu biết cái điều này, chúng ta thấy cái sự cầu nguyện quan trọng lắm. Không phải nói, ô về cầu nguyện đi. Cái chúng ta cầu nguyện, nhiều khi cầu nguyện dài tới cái có ông ngủ hồi nào không ai. Không biết có amen không mà ngủ luôn. Dạ. Phải không? Nên là ô tôi rảnh tôi cầu nguyện. Nhưng mà anh chị em đâu biết khi anh chị em cầu nguyện chuyện gì xảy ra. Thiên sứ đi lên, đi xuống ở trong nhà anh chị em giống như tôi đã nói. Họ đem lời cầu nguyện mà. Họ đem cầu nguyện lên, họ đem sự đáp lời xuống. Phải không? Dạ, giống như anh em vậy. Đem lời cầu nguyện lên, đem sự đáp lời xuống.
Thiên sứ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống ở trên cái căn nhà của mình. Chúng ta thấy chúng ta sung sướng không? Chúng ta là con của Ngài, chúng ta sung sướng không? Cho nên hãy nói là cha, A-ba, phải không? A-ba, cha, hãy nói anh chị em. Hãy nói thôi, cái miệng mình sẽ không mở ra được để nói chữ này. Vì ma quỷ không muốn cho chúng ta nói chữ này. Tại vì khi biết nói chữ này là cái mối quan hệ của hai người gần gũi với nhau. Yeah. Và đây là ý muốn của Chúa. Và cái điều kế tiếp mà tôi nói với anh chị em là hôm nay tôi nói hai điều thôi. Cha chúng con. Và thứ hai là cha chúng con ở đâu? Ở dưới đất. Ở trên trời. Tại sao Chúa Giê-xu khẳng định là phải lại cha chúng con ở trên trời? Phải không? Tại nhiều thần ở dưới đất. Và người ta đem nhiều thần dưới đất lên lại để là thờ. Bất cứ cái điều gì, Chúa nói rằng không có làm con người lên để thờ. Không có làm mặt trăng, ngôi sao để thờ. Không có làm những con thú vật để thờ. Cho nên giờ người ta, anh chị em thấy là họ thờ trăng, thờ sao, và coi trăng, coi sao. Cái đó toàn là tà thuật không đó. Tại vì Chúa đâu có biểu mình thờ mấy cái điều này. Cái đó là Đức Chúa Trời dựng nên phục vụ mình. Mặt trăng, mặt trời, ngôi sao để làm gì? Phục vụ con người. Cho nên có nhiều người thờ thần mặt trời, thần mặt trăng, thờ ngôi sao, rồi đếm sao, rồi số sao, đủ thứ hết. Nhất là mấy cái ngày lễ nữa, đi cúng sao, đi coi bói coi mình sao gì. Phải không? Nếu mà chúng ta vô dớp đi, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đặt những sao bắt đầu để làm gì? Đủ thứ sao trong đó Chúa đặt nó có nhiệm vụ gì? Và tự nhiên con người đi làm như vậy và phải ở với sự nô lệ và coi năm nay mình có xui hơn ngày nào đi ra khỏi nhà được. Đám cưới, đám hỏi, coi ngày, coi giờ. Phải khổ không? Vì ngày của Chúa và giờ của Chúa, cái điều nào cũng tốt. Nếu mà chúng ta sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, ngày nào cũng tốt. Dạ, không cái ngày nào xấu, ngày gì hết trơn. Tại ngày của Chúa, Chúa đặt lên ngày. Đâu có ngày xấu đâu. Tự người ta đặt lên ngày xấu à. Mùng 5, 14, 23 gì đó. Ông không có dám đi ra ngoài đường. Mà tôi thích đi mày ngày đó, tại vì ngày đó vắng, đi sướng, không bị kẹt xe. Phải không? Mà chúng ta tin á, cái ngày đó là xấu, thì cái điều xấu sẽ xảy ra trên đời sống mình. Phải không? Chúng ta tin cái điều đó thì nó sẽ xảy ra. Ô, cái ngày đó sẽ đi ra tai nạn, ra sợ hãi. Tai nạn xảy ra thiệt. Tại vì chúng ta tin cái điều đó thì cái điều xấu nó xảy lên cho mình. Phải không? Tin cái điều gì thì xảy lên điều đó. Yeah. Ở trong Ê-sai đoạn 48 câu 13, Chúa nói như thế này. Tay ta đã đặt nền móng trên quả đất. Tay của Chúa đặt cái móng cho quả đất nha. Cho nên Ngài làm sao quả đất này có thể chứa được Ngài? Mà làm sao cái nhà nào mà để thần của Ngài, tượng của Ngài vô chứa được? Phải không? Ngài lớn lắm, tại quả đất Ngài tạo dựng nên, mà sao Ngài ở trong quả đất được? Tay ta đặt nền móng quả đất, tay phải của ta dương các tầng trời. Ngài chỉ dương một cái, Ngài chỉ nói một cái tầng trời có liền. Phải không? Khi ta gọi thì trời đất đều đứng lên. Chúa kêu gọi, đất hay đứng lên, đất đứng lên. Chào Chúa liền. Phải không? Các tầng trời Ngài làm nên mà. Tầng trời cao bao nhiêu Ngài làm hết. Ngài dương các tầng trời. Cho nên chính điều này mà vua Salomon nói như thế này ở trong công các vua nhất đoạn 8 câu 27. Nhưng thật ra Đức Chúa Trời có ngự trên đất này chăng? Không có chỗ nào Ngài có thể ngự được. Mình mời gọi Ngài, Ngài thăm viếng, Ngài là thần, Ngài thăm viếng. Chứ đất này nhỏ xíu làm sao có thể chứa được Ngài? Ngay cả trời của các tầng trời cũng không chứa được Ngài nữa. Cho nên các tầng trời cũng không chứa được Ngài. Huống chi cái đền thờ này mà con xây cất. Ông xây cất cái đền thờ lớn lắm, nhưng mà ông nói chỉ dân hương thôi. Chứ Chúa làm sao ngự vô đó được.
Ngài lớn hơn bầu trời, Ngài tạo dựng nên trái đất. Phải không? Thì làm sao Ngài có thể ngự ở trong đó được? Chính ông còn nói cái điều này. Dạ. Và chúng ta thấy ở trong Gióp nha. Nếu mà chúng ta về, chúng ta đọc sách Gióp, đoạn 38, chúng ta sẽ thấy nè. Ở câu 4, khi ta đặt nền trên trái đất, Chúa hỏi ông Gióp, con ở đâu? Tại con, ông cũng nói là ông biết cái điều này, biết điều kia, khôn ngoan đủ thứ hết. Nhưng mà sự khôn ngoan của con tại chỗ đó có một chút xíu vậy thôi. Mà con tưởng con là khôn ngoan lắm. Phải không? Học biết đủ thứ hết. Rồi đi ra ai cũng tôn trọng con. Cái sự hiểu biết con cho chút xíu nha thôi à. Khi ta đặt nền trên trái đất, con ở đâu? Nếu con biết con ở đâu, chỉ cho ta đi. Chú hỏi vậy, ông cứng luôn. Nếu con thông sáng, hãy trả lời cho ta biết đi. Con ở đâu? Lúc mà ta làm nền trái đất, con ở đâu có biết gì không? Chắc con biết ai ấn định kích thước của địa cầu. Phải không? Địa cầu rộng bao nhiêu? Phải không? Và nó xây như thế nào? Ai là người định kích thước nó vậy? Để làm cái điều này. Ai giăng dây đo trái đất vậy? Nền của nó tựa trên cái gì? Ai đã đặt hòn đá gốc cho nó để nó xây vậy? Ai làm điều này? Con biết không? Hỏi ổng tới, ổng không biết gì hết. Mà đôi lúc ông nói ông biết đủ thứ, và các bạn ông cũng biết đủ thứ, nhưng khi Chúa hỏi im luôn. Cho nên chúng ta đôi lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu, chúng ta khôn ngoan, chúng ta biết đủ thứ, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta chẳng biết gì hết. Dạ. Rồi ở trong câu 34, con có thể lớn tiếng gọi mây. Gọi mây mây bay lại không? Các thần con có thể làm được này không? Con có khiến mưa lũ trút xuống ở trên con được không? Có thể gọi mây tới làm cho mưa lũ trút xuống được không? Không. Con có thể truyền lệnh cấm sấm chớp, bảo nó đi. Và chúng nó nói với con, chúng tôi sẵn sàng không? Ra lệnh cho sấm chớp, đi, ngừng. Nó ra lệnh, nó nghe lệnh, nó nói, con sẵn sàng, nghe lời. Làm được đó không? Cho nên quyền năng của Ngài vượt quá những điều mà mình suy tưởng. Tại cái tâm trí của chúng ta có một chút xíu thôi. Và mình ở một cái cộng đồng nào đó thôi. Nhưng mà chúng ta đâu hiểu được các nước trên thế giới như thế nào. Và Đức Chúa Trời vận hành ở ngoài vũ trụ như thế nào. Ngoài trái đất này còn nhiều hành tinh dữ lắm. Ngài đang vận hành tất cả mà Ngài không ở trên hành tinh nào hết. Vì Ngài quá lớn. Và một điều mà Ngài đụng tới con người. Chúng ta thấy rằng câu chuyện của Abraham. Abraham bao nhiêu tuổi có con? Vợ Abraham bao nhiêu tuổi có con? Phải không? Lúc đó là bà đã hết kinh nguyệt rồi, 90 tuổi rồi. Nhưng mà Chúa nói rằng bà sẽ sanh một con. Bà cười, bà nói chuyện đó làm sao xảy ra được. Thì Chúa nói rằng có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Có điều gì quá khó không? Tôi hỏi chị em, có điều gì quá khó cho Chúa không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy khó cho mình. Thấy không? Có điều gì quá khó? Và năm sau thì bà thật sự 90 tuổi. Sanh một đứa con. 90 tuổi rồi. 90 tuổi bây giờ nhiều khi có người đã qua đời rồi. Phải không? Làm sao 90 tuổi mà sanh con được? Rồi lại một điều khác nữa. Điều gì anh chị em? Chúa làm tên Mary. Chúa nói rằng Mary, con sẽ sanh một đứa con. Thì lúc đó Mary nói như thế nào? Con không có biết người nam nào, hay là không có ăn ở với người nam nào, tại sao sanh con được? Thì Đức Chúa Trời nói như thế nào? Không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Phải không? Không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Cho nên ở trong cái sự cầu nguyện, Chúa phải nói rằng, phải cho chúng ta biết rằng, hãy biết rằng Ngài là cha của mình. Cha. Cho nên hãy nói là cha. Anh chị em, cha A-ba. Nhiều khi chúng ta không nói được chữ này. Có nghĩa là chúng ta chưa phải là con thật. Phải không? Cái câu này rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa nói cái điều này, có nghĩa là chúng ta chưa là con thật. Giống như hồi nãy tôi có thí dụ, tôi nói rằng tôi chưa có xưng bằng nội cho cháu của tôi được. Lúc bây giờ tôi cảm thấy có một cái khoảng cách giữa tôi với đứa bé, và tôi ngại ngùng, tôi không nói được chữ này. Không, tôi biết. Phải không? Cho nên khi mà tôi nói cái chữ này ra, thì tôi thấy cái tình cảm, cái sự gần gũi tôi với đứa bé gần nhau hơn. Cho nên cái quyền nhiệm của lời cầu nguyện bắt đầu. Mình bắt đầu với cái đấng cầu nguyện là ai? Phải không? Không phải thần này, thần kia, thần nọ, vì ở trên đất này có quá nhiều thần. Nhưng mà ai là cha của mình? Có cái đấng nào nói rằng ta là cha của ngươi không? Anh chị em kiểm điểm là có đấng nào nói rằng cha, ta là cha của ngươi không? Ta là thần của ngươi. Nhưng mà không ai nói là ta là cha của ngươi hết. Phải không? Tại vì Ngài tạo nên mình giống Ngài. Cho nên mình là con của Ngài. Và đây là lời mà cầu nguyện mà Chúa Giê-xu hằng cầu nguyện với Đức Chúa Cha là cha. A-ba, cha của con ơi. Đây là điều mà Chúa muốn ở trên đời sống của chúng ta, để không có sự ngăn cách giữa cái mối quan hệ, giữa cái tình cảm, giữa chúng ta với Ngài. Và chúng ta nhớ rằng, chúng ta có nghĩa là mình với lại Chúa, mình với lại anh em mình. Phải nhớ rằng Ngài không phải ở dưới đất. Ngài không phải là đấng chết. Tại vì đấng chết chúng ta thấy rằng họ để trên bàn thờ. Phải không? Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ thấy rằng thường có nhiều bàn thờ. Và họ đốt nhang, họ kêu thần đó lên. Phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là đấng sống. Có cần thờ không? Dạ. Yeah. Không cần thờ. Giống như bà ba còn sống, bà có dám thờ không? Phải không? Bà ngồi đó đây mà đem đi thờ. Bà thờ như thế nào? Không ai dám làm vậy. Quyền với hoài không bao giờ dám làm chuyện này. Thực tế. Phải không? Rất là thực tế. Cho nên Đức Chúa Trời chúng ta là đấng sống. Ngài là cha. Ngài vận hành trên cả vũ trụ trái đất này. Cho nên chúng ta không thể nào mà để Ngài vừa trên cái bàn thờ nào hết. Anh chị em có đồng ý với điều này không vậy? Dạ, yeah, không để dừa trên bàn thờ nào hết. Nhưng mà có một cái bàn thờ Ngài có thể ở. Có một bàn thờ nhỏ bé mà Ngài có thể ở. Lòng của chúng ta. Ngài không ở những cái bàn thờ người ta xây cất. Ngài không ở trên cái cung điện uy nghi nào hết. Ngài ở đây. Vì Ngài là cha. Ngài bằng lòng ở đây. Và chúng ta rinh Ngài đi khắp nơi. Cho nên chúng ta đừng quên rằng, đây, có cha ở trong đây, có Đức Chúa Trời ở trong đây. Đừng nghĩ rằng, ô, không có ai, tôi muốn làm gì làm. Phải không? Cho nên chúng ta biết rằng, mình làm nơi nào, Chúa cũng thấy hết. Mình làm ở nơi kín đáo, mình nói gì, Ngài cũng nghe. Mà khi chúng ta biết Ngài nghe, chúng ta có muốn nói những lời làm buồn lòng Chúa không? Dạ, yeah, chúng ta không muốn. Không phải là có người khác thì tôi nói đàng hoàng. Không có người khác thì tôi muốn nói gì nói. Tại vì những lời mình nói như vậy làm đau lòng Ngài, tại Ngài ở đây. Tôi kể một câu chuyện này. Có một người kia phải nói rằng đục đầy ơn lắm.
cũng được Thiên Chúa, cũng được bắt tem Thánh Linh, rồi cũng có ơn để nói tiếng lạ và nói tiên tri. Nhưng mà khi bà bệnh, bà không được chữa lành. Và khi con của bà đem tới những người cầu nguyện, thì tiên tri Sa Hù hồi nãy đó, ông bắt đầu để cầu nguyện cho bà. Điều gì xảy ra? Anh em hồi sáng có đi, có hồi tối có đi. Dạ. Những người thánh và Chúa đến với ông, nói rằng không cho ông cầu nguyện cái bà này, không cho đụng tới bà này, vì ta định cho nó xuống địa ngục. Lúc đó bà, ông run rẩy. Ông run rẩy chưa bao giờ ông run rẩy. Hỏi tại sao? Tại vì bà không tha thứ và đầy sự cay đắng. Cho nên nếu mà chúng ta có đầy ân tứ ở trên đời sống mình thì chăng nữa, mà mình vẫn sống trong sự không tha thứ, không vẫn cay đắng, mình không thể nào gặp Chúa được. Đây là điều mà Chúa kêu chúng ta hãy cài xới tấm lòng mình. Tại vì ở ngoài vậy, nhưng mà ở trong có những cái điều sâu kín ở trong. Chúa kêu mình cài xới tấm lòng mình để đời sống mình thay đổi. Không phải chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta biết rằng cái người, cái đấng mà chúng ta dựa vào và chúng ta cầu nguyện là ai. Nếu chúng ta biết, chúng ta không phải đức tin lên xuống. Khi Chúa ban phước thì lên, khi khó khăn thì tuột. Cứ lên xuống như vậy hoài. Phải không? Cho nên khi chúng ta biết Ngài là ai và đấng chúng ta cầu nguyện là ai, chúng ta có một cái tấm lòng tin và đấng đấy sẽ làm cho mình thay đổi những cái lối suy nghĩ của mình. Và Ngài cũng là đấng cung cấp, Ngài cũng là đấng bảo vệ. Người đó là cha A-ba của mình, và không phải một mình nhưng mà cha chúng con. Khi chúng ta cầu nguyện cha chúng con, có nghĩa là quanh chúng ta có rất là nhiều người con mà Chúa dựng chung quanh mình. Và chính Chúa Giê-xu cũng vậy, phải không? Chính Chúa Giê-xu cũng đang cầu nguyện với mình. Không phải một mình cầu nguyện, mà nhiều người đang cầu nguyện với mình. Anh chị em đâu biết rằng khi mà chúng ta có điều gì, Chúa kêu những người khác cầu nguyện, mà những người khác mình không biết họ là ai, và họ cũng chẳng biết mình là ai. Nhưng mà Chúa kêu vậy cầu nguyện cho người đó, vậy cầu nguyện cho người đó, vậy cầu nguyện cho người đó, mà họ không biết người đó là ai. Nhưng mà khi có mình có sự khó khăn như vậy, mình tưởng mình một mình, nhưng mà Chúa kêu rất là nhiều người cầu nguyện chung. Và Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện cho mình. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có gia đình, không phải là chúng ta một thôi. Có lúc chúng ta nghĩ chúng ta một mình và chúng ta chiến đấu một mình. Và khi chúng ta như vậy thì chúng ta nói rằng Chúa quên mình rồi. Tại tôi không xứng đáng và Ngài quên tôi. Không bao giờ Ngài quên. Phải không? Chúa kêu nhiều người cầu nguyện. Tự nhiên anh chị em thấy rằng có đôi lúc mình đang yếu đuối, tự nhiên mình cảm thấy mình mạnh lên. Ở đâu vậy? Sức mạnh ở đâu đổ vô mình vậy? Có ai có kinh nghiệm này không? Tôi có kinh nghiệm này á. Mỗi khi tôi cầu nguyện cái điều gì đang yếu vậy, cầu nguyện tự nhiên một hơi sức mới đâu tới. Vì Chúa kêu nhiều người cầu nguyện vì cùng một gia đình. Cho nên Ngài thôi thúc người này cầu nguyện cho người đó. Và chính ta cũng cầu nguyện nữa. Ta không bao giờ bỏ con hết. Mình không có mồ côi, chúng nói các ngươi không có mồ côi đâu. Cho nên ngay cả tiên tri Eli, ông nói rằng có mình con thôi. Giờ họ còn muốn giết con nữa, thì Chúa nói rằng không phải mình con, mà còn 7.000 người, ta còn giấu chỗ nào đó, phải không? Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta nhớ rằng cha chúng con, nhớ rằng cha của chúng con là số nhiều, phải không? Cha của chúng tôi là số nhiều. Cho nên không phải mình, nhiều người,
nhiều người trong hội thánh và nhiều người ở trên thế giới mà Chúa khiến cho họ có một ơn cầu thai cầu cho mình. Chúng ta không phải một mình. Chỉ cần khi chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện cho ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài, công việc của Ngài, Ngài sẽ làm. Cho nên chúng ta thấy rằng không tự dưng hội thánh Power Up Ngài dấy lên và Ngài làm những dấu kỳ phép lạ ở trên hội thánh, mà Ngài dẫn hội thánh đi từng bước một ở trong ý muốn của Chúa, đi rất là thẳng và đi ở trong chiều kích siêu nhiên và gặp những người mà tôi tới Chúa đầy ơn để giảng giải mình. Cho nên cái điều quan trọng chúng ta nắm chắc được, chúng ta biết người mình đang tin là ai, đấng chúng ta tin là ai, là Đức Chúa Trời, phải không? Ngài ở trên trời, không có bàn thờ nào chứa nổi Ngài, không có trái đất, không vũ trụ, không hành tinh nào chứa nổi Ngài, và không có thần nào ở dưới đất có thể so sánh được với Ngài. Nhưng một điều, Ngài hạ mình xuống trở thành con người giống như chúng ta để dẫn dắt chúng ta đi về với Đức Chúa Trời, với Cha trên trời. Amen. Cho nên bây giờ chúng ta cầu nguyện để Chúa ơi, Ngài là Cha của con, Ngài là A-ba của con, lại Cha chúng con ở trên trời. Hôm nay chúng ta chỉ học một câu thôi, lại Cha chúng con ở trên trời. Nhưng mà trong cái câu này, hàm ý trong sự dạy dỗ rất là lớn ở trên đời sống mình. Nó không phải tự dưng chúng ta đọc để chúng ta có thể giống như thuộc lòng, phải không? Thường thường chúng ta đọc để thuộc lòng, chúng ta đọc theo thói quen, nhưng mà chúng ta suy gẫm từng chữ, từng lời trong đây mang một ý nghĩa siêu nhiên, rất là màu nhiệm. Và cho chúng ta nối kết với Ngài, với Cha của mình. Không phải là nơi đây để chúng ta đi vào nhóm, nhưng mà chúng ta tới ở trong gia đình của Chúa, để chúng ta thờ phượng Chúa, để chúng ta được Chúa dạy dỗ. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa.